Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh XLS Gamer. Hôm nay mình sẽ chơi những tựa game ở trên đây nha. Mình bắt đầu với tựa game Stick Quad đầu tiên. Ok, let's go. Tiến hành thôi nào. Chúng ta chơi giải đấu nha. Cực khó luôn. Chơi vòng tiếp theo. Chúng ta chọn đánh giáo nha. Quá là ngầu luôn. Sẵn sàng nào. Attack. Defend. Chúng ta có rào chắn nha. Bọn họ làm sao mà có thể tấn công lên mình được. Chúng ta chọn luôn. Chúng ta tấn công luôn nha. Quân có bắn rồi các bạn. Búp máu nha, búp Paracel nha. Chúng ta có chiến thắng được không nào? Với lực lượng zombie này, mùa pháp sư cộng máu nha. Mùa pháp sư đã bị pháp sư lên cao quá các bạn ơi. Bên họ là cung thủ quá là khỏe luôn. Chúng ta triệu tập một chiến binh khá là lớn nha. Chúng ta đi sau. Tấn công nào. Quân họ ra rồi. Chúng ta đánh chiếm nha. Lần này là tiến công thẳng luôn nha. Bên họ đang yếu rồi các bạn ơi. Chúng ta đấu cả. Chúng ta đã chiến thắng một cái giải này nữa rồi. Chúng ta đến bàn vô tận nha. Chúng ta tiến công nào. Ôi quá là ít ít quái vật luôn. Bên chúng ta này quá là nhiều luôn. Tiến lên nào. Quá là nhiều cung thủ luôn nha các bạn. Attack.
mèo luôn. Mọi người rất là khỏe nha. Nhiều zombie ném luôn nha. Chúng ta cho chiến binh đẩy lùi và lại nha. Bên ta triệu hồi zombie là quá là nhiều luôn. Đây phải 20 zombie. Ra na vào. Hai zombie cắn nhau nha. Wow. Zombie cắn zombie nha. Xem là bên nào sẽ khỏe hơn đây. Ok, và chúng ta đến chôn, tiếp tục là tự game chôn nha. Chúng ta chơi chôn này khá là hay nha. Yeah.
chúng ta thay đổi nha. Squad Squad Attack nha. Chơi game Squad Attack này cũng khá là vui và hay nha các bạn. Chúng ta có thể đấu với lại những người ở trên mạng nè. Chúng ta đấu nè, chúng ta đang đồng 2 nha. Yeah, bạn ơi. Chưa có một đối thủ nào cả. À đây rồi. Có đối thủ rồi. Tên là Siama. Yeah. Sao họ mạnh quá vậy?
Rồi, yeah, chúng ta tiếp tục. Chúng ta đi tự game tiếp theo. Chúng ta toàn thua đúng không các bạn? Yeah, bọn chúng đánh quá là hay luôn. Toàn là gặp bạc với này vàng thôi nha. Ở đây hai quả nổi giận hai nha các bạn. Let's go. Chúng ta vào thôi. Chúng ta tiếp tục. Boom, boom. Yeah.
Và chúng ta chọn rất là nhiều cái này nha. Giật sâu, giật. Các bạn tiếp tục nào, let's stop, let's go. Đến với lại ai thơ quan nha, một tựa game rất là kinh điển và hay nha các bạn. Let's go. Nếu mà chắc các bạn thấy thấy mình chơi vui, chơi hay, hãy like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you my friend, thank you so much. Ôi Bobby Time nè.
Bobby nè, bà cô. Ôi, bay đi luôn kìa. Chúng ta đến bóng chạy nha. Bên ta là Joker. Đúng, nên chúng vẫn còn sống. Ta cần hai tên này luôn nha. Ok, cho hắn bay xuống luôn nha. Bay luôn. Bay luôn nè. Ôi, mình cũng bay luôn. Ôi no. Thì chúng ta phải thử đấu tam điện thôi em. Ôi, một cô gái đấu với lại hai chàng trai Joker nha. Joker fight. Ôi. Ôi, được đó. Ha ha. Yeah, mình là người chiến thắng nha. Ok, mình là người chiến thắng trong game này nha. Có rất là nhiều nhân vật nha. Giờ đằng sau mình sẽ đánh nhân vật này nha. Ok, chúng ta đến Scandirula nha. Cho hắn ăn này ạ. Wham wham. Ăn cá uống sữa. Cho hắn đi tắm nha. Xịt cho hắn nào. Và chúng ta đi chơi tàu nha. Ôi, tiếp tục nào. Wiu, né luôn. Né những mỏm đá này ra nha. Chúng ta né những mỏm đá ra. Ok.
thật tuyệt vời đúng không các bạn? Nếu mà các bạn thấy hay hãy like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yeah, thank you my friend. Thank you so much. Oh, hút vào kia rồi các bạn ơi. Chúng ta cho bay nha. Dù dàn bay cho. Boom. Khá là khó nha. Chúng ta cho dù dàn bay ngủ nè. Ôi, nó ngủ thật à. Bay nên treo người nên nha. Và chúng ta đến Inbotter nha. Tự game này khá là vui và hay nha các bạn. Yeah, let's go. Tiến hành nào. Tiếp tục nào. Chúng ta nâng cấp nha. Chúng ta double nha. Yeah, chúng ta nâng luôn. Yeah. Chúng ta tiếp tục đi nào. Bài thứ 15 nha. Không được nhìn thấy quái vật các bạn ơi. Bởi vì chúng ta đã quá khỏe. Bắn liên tục nè. Chúng ta tăng sát thương lên nha. Tiếp tục. Chúng ta nâng cấp gì đây? Double. Chúng ta nâng cấp hết nha. Chúng ta sửa chữa luôn. Tiếp tục nào. Không thì gặp boss thôi các bạn ơi. Gặp boss khá là khỏe nha các bạn. Boss đâu rồi? Boom boom. Yeah. Quá là nhiều luôn. Nào. Boss đâu rồi? Ôi, chúng ta không được gặp boss cuối hả các bạn ơi? Bùm. Yeah, chúng ta cứ chạy thôi. Ok. Yeah. Và vừa rồi là những cái tựa game mình đã chơi. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời lượng đến nay là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.